Xin chào cả nhà, em là Lợi, hiện tại đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda Bình Triệu. Trong clip ngày hôm nay em sẽ cập nhật giá bán cũng như là những cái tính năng có trên chiếc xe Kia New Seltos nha quý anh chị. Thì con này là vừa mới ra mắt thôi ạ. Đó là phiên bản 2024 nha quý anh chị. Nó có những cái thiết kế thay đổi về nội thất cũng như là ngoại thất, chiếc xe mình nó mạnh mẽ và trông nó thể thao hơn. Đối với chiếc xe này là phiên bản 1.5 Premium, hiện tại giá bán của nó đang là 749 triệu đồng. Nếu mà quý anh chị lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh, nó chỉ rơi vào khoảng là 848 triệu đồng nếu là thuế 10% nhé. Còn thuế 5% thì mình phải chờ vào sự quyết định của nhà nước nữa. Nếu mà thuế 5% thì giá nó sẽ giảm xuống nha quý anh chị. Đấy. Và đối với chiếc xe này, nếu mà quý anh chị mua trả góp thì chỉ cần trả trước giúp em đâu đó tầm khoảng là 249 triệu đồng và mỗi tháng quý anh chị góp đâu đó tầm khoảng là 11 triệu thôi nha quý anh chị. Đấy. Về thủ tục trả góp rất là đơn giản, quý anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em là căn cước công dân của hai vợ chồng, giấy xác nhận độc thân, đăng ký kết hôn nếu mình đã lập gia đình. Đấy. Và hiện tại thì bên em vẫn đang có chính sách thu cũ đổi mới. Nếu mà quý anh chị có xe cũ cần trao đổi để đổi lấy xe mới thì quý anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Và thủ tục ngân hàng thì bên em sẽ bao đậu hồ sơ vay. Những trường hợp nợ xấu thì bên em vẫn có thể hỗ trợ làm được. Nếu quý anh chị muốn biết hồ sơ của mình làm được hay không được thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé. Rồi, em sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe. Xe chiếc xe này trang bị những gì và nó xứng đáng số tiền quý anh chị bỏ ra hay không. Về mặt đầu xe thì phần lưới tản nhiệt được thiết kế rộng hơn và nó sẽ có cái phần đèn LED cho chiếc xe mình nó nổi bật hơn. Đèn pha của xe là đèn pha full LED nha, và nó sẽ có đèn LED chạy ban ngày như thế này. Đấy. Và đèn xi nhan cũng được thiết kế to hơn, tạo xe mình đã ấn tượng hơn. Và ở phía trước còn trang bị cho quý anh chị là đèn sương mù. Đó. Nó được thiết kế nhìn khá là hầm hố nha. Rồi em sẽ cho quý anh chị xem về bố trí khoang động cơ của chiếc xe này. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là khối động cơ là 1.5 hút khí tự nhiên. Công suất phát ra là 113 mã lực. Đi đôi với nó là hộp số CVT nên khả năng sang số vận hành nó cực kỳ êm dịu. Và xe sẽ có chế độ bảo hành cho quý anh chị lên đến 5 năm hoặc là 150.000 cây tùy theo cái điều kiện nào tới trước. Ở một số hãng xe khác nó chỉ bảo hành cho quý anh chị là 3 năm thôi hoặc là 100.000 cây thôi, nhưng mà đối với dòng xe du lịch do Taco phong phối thì hầu như được bảo hành cho quý anh chị lên đến 5 năm. Đấy, đó cũng như là một cái sự cam kết về chất lượng thương hiệu. Xe có thiết kế tổng thể nhìn rất là cứng cáp và nhìn rất là thể thao. Nếu mà quý anh chị nhìn từ bên hông chiếc xe thì nó như một chiếc Range Rover thu nhỏ. Và xe sẽ trang bị cho quý anh chị là bộ mâm đúc hộp kim nha. Đường kính mâm là 17 inch, vỏ thì đang sử dụng là vỏ Continental của Đức. Cả 4 phanh thì sử dụng là hệ thống phanh đĩa và nó sẽ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp người lái có thể tránh được vật cản khi mà mình phanh gấp. Ngoài ra thì xe cũng sẽ trang bị cho quý anh chị là cảm biến áp suất lốp để cho quý anh chị biết được cái tình trạng của vỏ xe trước khi mình di chuyển để đảm bảo lái xe một cách rất là an toàn. Dù là một cái tính năng rất là nhỏ nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong quá trình mình sử dụng xe nha quý anh chị. Xe sẽ có khoảng sáng gầm là 190mm nên là cái khả năng đi địa hình và vượt chướng ngại vật của nó rất là tốt. Đấy. Gương chiếu hậu của xe sẽ là gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe. Đây là tay nắm cửa của xe được thiết kế mạ chrome sáng bóng và nó sẽ có nút khóa mở cửa bằng một lần chạm nữa. Nội thất của chiếc xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là tông màu đen để đảm bảo sự sang trọng cũng như là sạch sẽ trong quá trình mình sử dụng. Lo được thiết kế theo dạng 3D. Đây. Và có những cái phần chi tiết được sử dụng phần nhựa đen bóng cho chiếc xe mình nó cảm giác nó sang trọng hơn nha quý anh chị. Đấy. Rất là ok luôn. Và khi mình ngồi lên với cái chất liệu như thế này thì nó tạo chúng ta có cảm giác rất là mát và rất là êm ái, đặc biệt là đối với chiếc xe này thì phần ghế tài và ghế phụ sẽ được làm mát nha quý anh chị. Rồi, em sẽ mời quý anh chị xuống cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe Kia Seltos thì được thiết kế khá là rộng rãi và với cái độ ngã
Như thế này thì nó rất là vừa phải nha, nó không có bị cứng, nó không có bị đau lưng. Và nó sẽ được trang bị cho quý anh chị là hai cái cổng sạc tai xi ở phía sau, của gió điều hòa ở phía sau, để đảm bảo tốc độ làm lạnh giữa tất cả các hàng ghế đều là như nhau hết. Nếu mà mình đi 4 người thì mình vẫn có còn một khoảng không gian để cho mình để tay nha. Đây, rất là ok luôn nha quý anh chị. Đèn nội thất của xe. Và xe sẽ được trang bị cho quý anh chị lên đến 6 túi khí ạ, 6 túi khí. Đó, rất là ok luôn nha. Và đây là phần đuôi của chiếc xe, cũng được thiết kế mới lại, làm cho chiếc xe mình nó góc cạnh hơn và nhìn nó thể thao hơn. Phía trên vẫn được trang bị cho quý anh chị là 3g mui và vây cá mập để tăng thêm với sự thể thao cho chiếc xe. Ngoài ra thì xe vẫn được trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến lùi, tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi vào độ xe một cách là an toàn. Phần xe sẽ được trang bị cho mình là cốp mở điện nha quý anh chị. Đây cũng là một cái điểm mạnh của chiếc xe, mỗi một số phân khúc khác nó chỉ là cốp chỉnh cơ thôi. Đấy. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là lót cốt chống thấm này, và sẽ có trang bị cho mình là mâm sơ cua nhé. Mâm này là mâm đúc hợp kim và đường kính mâm nó là 17 inch, nó dùng chung với lại mâm ở ngoài luôn. Ngoài ra thì nó vẫn có túi cứu hộ cho mình, trong đây này có dây cao bình, bao tay, điền binh và phản quang, giá đỡ kho hành lý. Đối với chiếc xe Kia Seltos này thì bên em đang trang bị gần như là đầy đủ những cái tính năng cần thiết của một chiếc xe nha. Đấy. Rồi, em xin mời quý anh chị lên vào phần đầu của chiếc xe này, cũng như là hàng ghế thứ nhất, hàng ghế tài, để cho quý anh chị thấy được những cái tiện nghi ở cái khu vực tài xế sử dụng. Xe sẽ có lên kính, xuống kính bằng một lần chạm ở ghế tài. Xe này chạy trên 20 km/h sẽ chủ động lóc cửa. Ghế phụ và ghế tài đều được làm mát. Và đối với ghế tài sẽ có ghế chỉnh điện nha quý anh chị. Vô lăng thì sẽ được thiết kế theo dạng đực kết, nhìn rất là thể thao, được bọc da cầm rất là êm tay. Nó sẽ có trang bị cho quý anh chị là chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay. Đấy, rồi, này là điều chỉnh giọng nói, điều khiển cái màn hình. Khi mà mình kết nối Apple CarPlay rồi, tụi mình có thể điều khiển bằng giọng nói được luôn. Điều chỉnh âm lượng. Và điều đặc biệt ở đây, nó sẽ có hỗ trợ cho quý anh chị là giới hạn tốc độ. Có giới hạn tốc độ luôn nha quý anh chị. Rồi, hệ thống ga tự động Cruise Control luôn. Đây là cái màn hình giải trí của xe. Màn hình này như quý anh chị thấy thì nó là màn hình LCD 10.25 inch nha. Nhìn rất là sang trọng và nhìn rất là hiện đại nha. Đấy. Và đây là cái màn hình giải trí của xe, cũng là 10.25 inch. Và nó sẽ có cho quý anh chị là kết nối Apple CarPlay và kết nối Android Auto đều có hết nha. Đấy. Apple CarPlay và Android Auto, con này là sẽ là không dây nha quý anh chị, sẽ là không dây nha, không dây luôn. Và có bản đồ. Đấy. Rất là hiện đại. Và đây là cái bố trí khu vực cần số của xe. Xe sẽ có khởi động start stop bằng một lần nhấn này. Có khởi động, có lấy chuyển số trên vô lăng, điều hòa tự động. Đấy. Có sạc không dây, cắm sạc tai xi, bố trí khu vực cần số nhìn cũng rất là hài hòa. Và sẽ có chọn chế độ lái cho mình. Rồi. Đây, chọn chế độ lái cho mình. Rồi. Làm mát ghế tài, ghế phụ. Có đây có chọn cung đường để chạy nữa. Hộp số giải lập 6 cấp. Và điều đặc biệt là nó sẽ có phanh tay điện tử. Ở phiên bản trước thì sẽ không có nha quý anh chị. Chỗ để ly tách. Đó. Nhìn khá là sang trọng. Gương chiếu hậu chống chói. Đấy. Và sẽ có màn hình HUD luôn. Wow, rất là ok nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em nhé.
Hiện tại thì bên em vẫn đẩy mạnh chương trình thu cũ đổi mới với cái mức giá cao so với thị trường. Thì nếu quý anh chị có cần xe cũ đổi lấy xe mới thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới nhé. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.